Xin kính chào quý bà con, kênh Nhà Nông Miền Tây chuyên mục giá cả thị trường nông sản xin tiếp tục cập nhật giá ớt các loại hàng ngày cho quý bà con tham khảo. Giá ớt hôm nay thứ Năm ngày 27 tháng 7 năm 2023 tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long vẫn đi ngang nhà quý bà con. Giá kênh cung cấp hiện tại là giá thương lái mua tại rẫy tự chuyên chở tại Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang và chỉ có tính tham khảo vì giá ớt thay đổi tại các tỉnh do nhiều yếu tố như và, ruộng và, ớt, loại ớt, khả năng mua, vận chuyển và tại từng tỉnh thành nhà quý bà con. Giá ớt cụ thể như sau: ớt chỉ thiên tại các tỉnh miền Tây, Vĩnh Long 23.000 đến 24.000 đồng mỗi kg, Đồng Tháp 23.000 đến 24.000 đồng mỗi kg, Hậu Giang 21.000 đến 22.000 đồng mỗi kg, Cần Thơ 21.000 đến 22.000 đồng mỗi kg, Trà Vinh 21.000 đến 22.000 đồng mỗi kg, Sóc Trăng và 21.000 đến 22.000 đồng mỗi kg. Giá ớt bổn nhất và khoảng và 21.000 đến 22.000 đồng mỗi kg. Giá ớt bổn nhì và khoảng và 18.000 đến 20.000 đồng mỗi kg. Giá ớt nách, ớt xuất khẩu và khoảng và 23.000 đến 24.000 đồng mỗi kg. Ớt chỉ thiên tại các tỉnh miền Đông, Tây Nguyên, miền Trung. Đá lá 18.000 đến 22.000 đồng mỗi kg. Gia Lai 18.000 đến 22.000 đồng mỗi kg. Bình Định 17.000 đến 20.000 đồng mỗi kg. Lâm Đồng 18.000 đến 22.000 đồng mỗi kg. Đồng Nai 17.000 đến 21.000 đồng mỗi kg. Ớt chợ có giá từ và 15.000 đến 16.000